Hello, xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình và mình là Sưởi đây. Trong series Notion không khó lần này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo cái template để quản lý cái việc học tập của mọi người. Các bạn chưa xem phần 1 của template quản lý học tập thì mình rất là khuyến khích bạn nên xem video đó trước, bởi vì mình đã hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể cách sử dụng cái template đó làm sao mà hiệu quả nhất có thể. Ok, thì mình không làm vòng nữa mà chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Thì đầu tiên mọi người hãy nhớ bật full width cho mình nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai cái mục là goal và to do list, thì mọi người để cho mình là heading 3 nhé. Và cả hai cái này mình làm cho nó nổi bật cách cho nó thêm cái màu. Ok, tiếp theo thì mình sẽ gạch chéo chọn template button. Ở đây thì mình cũng cho nó một cái màu luôn. Close này. Add new to do. Copy cái này và dán vào trên mục goal. Đó, bây giờ thì mình sẽ chia ra hai cột và copy cái này sang cột 1. Ở đây thì mình có một cái bảng thời tiết, thì mọi người muốn thêm cũng được hay là không thêm thì tùy mọi người. Mình đã hướng dẫn cách thêm bảng thời tiết ở video trước rồi nên là mình sẽ không hướng dẫn nữa. Tiếp theo thì sẽ là để tạo thử khóa biểu đúng không? Thì đầu tiên thì mọi người phải gõ cho mình thứ trước. Và mọi người chia cột cho mình nha. Ở đây thì mọi người có môn học gì thì mọi người sẽ gõ thôi, ví dụ như là văn chẳng hạn. Sau rồi mọi người nhấn cho mình shift enter để nó xuống dòng cái dòng mà hiển thị giờ học ấy. Đấy, và khi mình dùng màu cho nó, mình sẽ không bị tách ra. Thì mọi người cứ thế và tạo những cái thứ tiếp theo nhé. Ok, thì xong thuật có biểu là một cái phần rất là quan trọng dùng để quản lý cái lịch thi của mình đúng không? Thì đầu tiên thì mình chia cột trước. Cột bên trái thì mọi người gạch chéo và tìm calendar inline cho mình. Và mọi người copy cái link của cái lịch này, paste sang bên này. Click link database. Và mọi người cũng làm một thao tác lặp lại click link database. Tuy nhiên cái bảng dưới này thì mọi người add a view dạng bot cho mình. Quit. Và mọi người xóa cái table view đi. Thì ở đây mình sẽ có một cái bảng để quản lý thông tin. Đầu tiên thì mình sẽ phải có là tên môn học của này. Và mình sẽ để một cái dạng là select. Select ở đây thì là kiểm tra. Mình thêm những cái của mình, ví dụ như là miệng này, 15 phút này, một tiết học kỳ và ôn bài. Ở đây thì sẽ có một cái ngày để diễn ra, thì mọi người format date cho mình và chỉnh nó vì cái dạng là day month year này này. Đó, nó sẽ về cái dạng này cho mình. Tiếp theo thì mình sẽ có một cột là tình trạng đúng không? Thì có một là chưa hoàn thành và một cái đó là rời lịch. Bên cạnh đấy thì mọi người cột tạo tiếp cho mình một cái cột dạng checkbox. Ở đây thì là đã hoàn thành. Thì bây giờ làm sao mà những cái ngày kiểm tra gần nhất nó sẽ hiện trên đầu? Thì mọi người bấm vào dấu ba chấm cho mình và chọn short. Add a short là date. Thì những cái nào ngày nào xảy ra trước nó sẽ lên. Như là ngày 17 này. Đây là ngày 14 chẳng hạn. Đấy, nó sẽ tự động lên. Và để làm sao mà khi mọi người kích V vào ấy, nó sẽ biến mất. Thì mọi người tiếp là dấu ba chấm cho mình, chọn filter, add a filter và chọn cho mình cái đã hoàn thành. Ở đây thì mình sẽ chọn là is not. Khi mình V vào, nó sẽ biến mất. Đó. Và bây giờ để làm sao mà hiện thêm thông tin của cái môn học đấy là kiểm tra một tiết hay là để ôn bài
thì mọi người kích vào dấu ba chấm cho mình, chọn proper type và bật những cái mà mọi người muốn hiển thị thông tin lên. Này, column này, kiểm tra này, đã hoàn thành hay chưa? Đó, và đây là một cái view tổng. Nếu mà mọi người muốn sắp đặt xem là chia ra là bao giờ ôn bài, bao giờ kiểm tra thì mọi người có thể add a view ở đây và chọn calendar. Cái calendar này thì mình sẽ ghi ở lịch thi chẳng hạn. Và create. Đó, ở cái lịch thi này thì mình sẽ bấm vào dấu ba chấm, chọn filter, add a filter và chọn kiểm tra sẽ không chứa ôn bài. Đó, thì nó sẽ hiện ra lịch thi và tương tự lại với cái lịch để ôn bài. Ok, thì tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang về cái phần quản lý môn học. Đầu tiên mọi người cũng chưa cột cho mình. Tại cột này thì mọi người gạch chéo cho mình chọn Gallery Inline. Ở đây thì sẽ là môn học nhé. Đó, và bên này thì mọi người copy link, dán sang cái cột bên cạnh, click link database. Ok, ở đây thì mình có, đầu tiên là mình sẽ xóa này đi này. Đầu tiên thì mình sẽ có phòng đúng không? Đó, tên giáo viên, email hoặc số điện thoại của giáo viên. Thì ở đây mọi người bật email hoặc là số điện thoại. Đó, và tiếp theo không thể thiếu một cái phần đó là link. Thì mọi người hoàn toàn có thể để dưới dạng này cho mình. Ở đây sẽ là môn học. Ok, thì để tạo template cho môn học thì mình click vào cái dấu này và chọn là new template. Ở đây thì mình đặt tên cho mình là template môn học nha. Open space cho mình và bật chế độ full. Đó, đầu tiên thì chúng mình luôn có là gì? Goal và to do list. Thì mình copy luôn cái ở ngoài vào. Đó, và một cái chưa cụt ra đã, và một cái link ở ngoài đúng không? Thì mọi người quay lại quản lý học tập cho mình này, copy cái link lịch và quay trở lại cái để edit cái template đó. Đây là cái lịch, create in database để dưới dạng lịch nhé, và xóa cái dạng table view đi. Ok, thì tiếp theo chính là notebook. Thì mọi người gạch chéo cho mình và chọn gallery inline. Ở đây thì mình tên là notebook nhé. Đó, và dưới notebook thì mình sẽ có một cái mình sẽ có một cái bảng để quản lý nguồn tài liệu đúng không? Thì mọi người cũng gạch chéo tiếp cho mình, chọn gallery inline và thêm một cái view nữa là dạng table. Đấy, ở đây thì mình sẽ có thứ nhất là tên tác giả, thứ hai đó chính là thể loại, và thể loại này thì mình sẽ để dưới dạng là select. Tiếp theo thì mình sẽ có là nguồn đúng không? Thì mọi người để dạng đấy cho mình. Đó, nếu mà mọi người muốn thì cũng sẽ để một cái nữa dạng select là tình trạng. Ở đây thì tình trạng có thể là đã hoàn thành cuốn sách đó hoặc là chưa hoàn thành. Đó, đây là một cái template chung. Thì khi mọi người bấm ra môn học này, bất kỳ một cái môn học nào, mọi người bấm vào cái template, nó cũng sẽ hiện ra cái template chung cho mọi người. Ok, thì mình cũng đã vừa hướng dẫn cho mọi người cách tạo cái template để quản lý việc học tập rồi. Vì đối tượng người xem mà khi mình làm cái video này là dành cho những cái bạn mới dùng Notion, mới biết đến Notion. Thế nên là mình sẽ chỉ chú tâm vào những cái chức năng phục vụ cho cái việc quản lý học tập thôi. Còn ngày nào mà thiên về trang trí thì mình sẽ không đề cập quá là sâu. Và thực ra thì mình cũng
hướng dẫn mọi người ở những cái video trước đó rồi ấy, chỉ là những cái nào mà nó hơi phức tạp, nó quá phức tạp thì mình sẽ không đề cập đến. Và cái link của cái template này mình sẽ để dưới miêu tả video. Mọi người có thể duplicate cái template đấy và biến nó thành của mình nhé. Và một điều nữa là mọi người hãy tặng cho mình một cái subscribe và một cái like video để ủng hộ cho mình ra những chiếc video tiếp theo nha. Ok, thì tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Nhớ like nha.